Và sẵn tiện hồi nãy chúng ta có nói về câu chuyện Internet, thì em muốn hỏi các anh một cái câu chuyện, một cái quan điểm mà chúng ta vẫn thường hay nghe là nhiều người cho rằng cái giai đoạn mà nhạc rap vẫn còn forum, vẫn còn diễn đàn thì nó vui hơn bây giờ. Thì anh Tony TK nghĩ như thế nào về quan điểm đó? Và tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Khoảng thời gian mà Lazy, ý của Lazy đó là khoảng thời gian mà còn chơi forum đó, dạ, thì nó vui hơn như bây giờ. Dạ, còn có đúng hay không hả? Thì theo Tony thì yes and no, có và không. Thì lúc trước á, vui hơn là tại vì mình cảm giác mình được gần gũi nghệ sĩ hơn. Cũng giống như Tony đã chia sẻ là cảm giác nó gần lắm. Nhưng mà còn bây giờ đó thì ai cũng có Facebook riêng, ai cũng có Insta riêng, cũng có cái bộ máy để mà marketing cho riêng mình, thì nó không có cái tính chất cộng đồng như vậy nữa. Nhưng mà theo Tony nó lại là một cái điều tốt, tại vì bây giờ anh em cũng lớn hết rồi, cho nên là cái khoảng cách giữa người nghệ sĩ và với fan đó là một cái điều cần thiết. Và khi đó và forum á, nó là một cái phương tiện mà để cho giống như đó là một cái bộ máy để mà PR cho người nghệ sĩ vậy. Bây giờ không có cái chỗ chung đó nữa đó, thì là mọi người phải tự làm. Thì cái điều đó nó thì người nào đó mà chịu khó, người nào mà có tài năng thực sự và người nào mà có điều kiện thì sẽ đi lên, thì sẽ nổi hơn những người khác. Thì theo anh thì gọi là vui hơn là vui hơn đối với cái thời mà còn con nít thôi, thời còn trẻ con thôi. Chứ còn bây giờ lớn hết rồi thì cũng chắc là anh em ở đây ai cũng có công việc riêng, cũng có cuộc sống riêng, thì không ai có thời gian để mà lên trên forum rap để mà vào trong từng cái topic và để check hay là để tìm hiểu về người nghệ sĩ của mình cả. Bởi vì là thích ai thì là cứ tự đi lên cái Facebook cá nhân của người đó mà tìm hiểu thôi. Thì còn bây giờ những cái phương tiện mà thông tin đại chúng nó rất là nhiều rồi, cho nên là chúng ta có thể tìm thấy cái người nghệ sĩ mà mình thích rất là dễ dàng, và tìm thấy những cái nhạc mới rất là dễ dàng. Cho nên là cái hình thức forum đó, nó đi qua rồi, nó đã lỗi thời rồi, cho nên là nó không tồn tại nữa, thì là nó cũng một chuyện đương nhiên thôi. Thì theo anh là như vậy. Dạ, em cảm ơn Tony. Bởi vì mình không biết cái người nói cái quan điểm này là người hồi ở forum bây giờ nói lại hay như nào, thì mình nghĩ là nó vui là vui ở mặt nó hoài niệm, nó đáng nhớ. Còn bây giờ mình nghĩ là vẫn có nhiều cách để mình có thể vui, và thậm chí là mình còn vui hơn đó. Quan trọng là mình lựa chọn cái nào để cho mình nó hợp với mình, nó fit với mình, để mình chơi hay là để mình hoạt động với anh em thôi. Hồi xưa là không có điều kiện, không có tiền thì mình cũng phải lên mạng, mình chia sẻ, mình gõ vào đấy, mình phản đối với nhau. Bây giờ mình có nhiều điều kiện để mình có thể là có những cái buổi gặp gỡ, có thể có workshop hay là gặp gỡ nhau để trao đổi trực tiếp với nhau, học hỏi lẫn nhau, hay là đi xem show của nhau. Thì mình nghĩ là bây giờ có nhiều thứ để mình có thể vui hơn. Hoặc là về sau mình, ví dụ như bây giờ mình bảo bây giờ vui, xong rồi đến 10 năm sau mình bảo là hồi xưa 10 năm trước ta thấy vui hơn bây giờ. Thì đấy, mình nghĩ đấy nó chỉ là một cái quan điểm mà có thể là của một cái người họ đã được trải qua cái thời đấy, và bây giờ họ không hoạt động trong rap nữa, nhưng mà họ nhớ cái kỷ niệm đấy, họ thấy vui không? Em cảm ơn anh Thịnh. Và em mời Minh Lai ạ. Anh nghĩ không chỉ là cái chuyện nghe nhạc trên forum vui hơn bây giờ, mà là cả cái thời kỳ đó, tất cả thứ đều vui hơn bây giờ. Anh nghĩ vậy. Nhưng mà nó là matrix em. Nó không được thiết kế để dành cho em nữa. Bây giờ nó được thiết kế để dành cho những người mới hơn. Những bạn mà sinh cách đây 5 năm, 10 năm, 2K, 2K5, 2K7, người ta sử dụng cái matrix này khác so với những người anh em mình hồi xưa. Tức anh không có nghe nhạc forum bao giờ. Cá nhân anh là anh không có nghe nhạc forum. Hồi xưa anh chỉ biết là VN Rapper. Rapper VN. Anh lên anh bấm. Nghĩa là cái tỷ lệ mà em nghe một bài nhạc dở nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với một bài nhạc hay. Cho nên anh lười lắm. Anh lên anh bấm cái cũng chơi. Cá nhân anh thì anh sẽ không có nghe trên forum nhiều. Anh thích nghe nhạc bây giờ nhiều hơn. Những cái group mà với lại đối với anh đó là nó là âm nhạc nói chung, chứ không phải là rap hip hop nữa. Thì anh sẽ có những cái group, những cái nhóm người ta chia sẻ nhạc, rồi những cái page này kia cái kiểu. Thì anh sẽ sử dụng cái đó, anh thích dùng cái đó hơn. Đó, chia sẻ vậy thôi. Em cảm ơn anh.